Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn về chủ đề món quà ốc chó rắn tròn mẹ khỏe con thông minh. Món quà ốc chó rắn tròn mẹ khỏe con thông minh, hương vị tuyệt vời, mang đến những giá trị dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Và cách nấu cũng rất đơn giản như món quà ốc chó với món gà sốt chua ngọt. Nguyên liệu cần có: quả ốc chó Mỹ đã tách vỏ 800g, muối 2/4 thìa cà phê, đường cát 4 thìa canh, vừng trắng 4 thìa canh, một ít nước cốt chanh, đường mạt nha, đường cát mỗi loại 4 thìa canh, nước đủ dùng. Lưu ý, nguyên liệu ở đây phụ thuộc vào số lượng người ăn, do đó các bạn có thể tăng hoặc giảm nguyên liệu cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn. Cách làm ốc chó rắn tròn. Khâu tách vỏ rất quan trọng, tuy nhiên bạn nên mua quả ốc chó đã tách hạt rồi, hoặc là bạn nên tách vỏ từ trước và bảo quản để khi chế biến tiết kiệm thời gian hơn. Luộc hạt ốc chó khoảng 3 phút, vớt ra để ráo nước. Rửa sạch phần trắng để ráo nước rồi rang thơm. Cho khoảng 4 cốc nước vào đun sôi, sau đó cho đường cát và muối vào, rồi luộc tiếp hạt ốc chó 3 phút lại vớt ra để ráo nước. Trộn lẫn đường mạt nha và đường cát rồi đun lên, sau đó cho nước cốt chanh vào, lại luộc tiếp hạt ốc chó 5 phút, rồi vớt ra để rau nước. Đun dầu nóng lên, cho hạt ốc chó vào tráng vàng là được, bày ra đĩa, rưới dầu vừng lên trên. Hạt ốc chó là nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng, ngoài việc ăn liền, chúng ta có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau, nhưng không làm mất đi giá trị dinh dưỡng của nó. Món ốc chó rán tròn này sau khi chế biến xong, các bạn sẽ thấy được sự tuyệt vời của nó. Món này rất phù hợp cho các bà mẹ mang thai, giúp em bé đẻ ra thông minh hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp ích được cho các mẹ bầu. Nếu các bạn còn thắc mắc gì hay có chia sẻ về vấn đề này, thì hãy để lại cảm nhận bên dưới cho mọi người cùng tham khảo nhé. Và đừng quên ấn vào nút Subscribe, đăng ký bên dưới để thường xuyên theo dõi những video hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!